tất cả các bạn nha. Hôm nay thư CC Laser sẽ dẫn mọi người thay cuộn cao áp 80W và xác định nó cuộn cao áp chết như nào. Các cuộn cao áp dùng tất cả các ngoại nguồn laser 40, 560, 80, 130. Hôm nay mình có gặp cái nguồn chết cao áp, mình cho mọi người xem cái bệnh nó là như thế nào. Thì chết cao áp thì đương nhiên là không ra rồi, bấm thông tiết tia thì không ra. Nhưng trên cái nguồn làm việc bình thường nhá. Đây mình giờ mình sẽ lấy cho mọi người xem cái đây mà có cái nguồn mình vừa mở ra thôi, nó chết rồi mình mở ra thôi. Mình mở cái nguồn này ra. Mình đang cắm điện này. Quạt thang quay này. Đây. Thang quay đây nhé. Quay rất là mát. Thì khi cái nguồn cao áp này, nguồn laser này cao áp chết ấy, thì nó sẽ có một cái làm việc bình thường, có nghĩa là cái phần đèn trạng thái của cái cao áp làm việc thì nó vẫn báo. Mình bấm cho mọi người xem này. Đỏ này, test tia này, test tia rồi nhé. Đấy, mình nhìn này. Đấy. Đấy, khi bấm thử tia này. Đấy. Thì cái đèn trạng thái laser này thì nó vẫn báo đỏ bình thường, vẫn nhấp nháy theo cái mục tiêu mình bắn ra. Thì điều này là khẳng định là cao áp là chết. Vì sao? Tại vì cái đèn này, cái đèn đỏ này là cái đèn được nối từ cuộn cao áp này ra. Đây, nó tín hiệu lấy từ cái rắc này ra. Đấy, thì nó sẽ có tín hiệu đèn đỏ. Thì cái cao áp này, nghĩa là điện nó ra vẫn ra đây rồi, vẫn ra khu vực này rồi, vẫn ra, nó vẫn có ở trong này, nó vẫn vào trong đây rồi, vẫn ra được trạng thái, nhưng mà nó yếu quá. Thì hiện tượng này là chắc chắn là cao áp bị yếu rồi, thay cao áp mới thôi. Thì nếu như người ta không có cái đèn này, thì ở đây nó có sợi dây đỏ này và dây đen. Thì bất cứ cục cao áp nào, như cục cao áp này thì có hai cái chân ốc này. Đấy, hai chân ốc này là dây vào, thì nó tương đương với dây đỏ dây đen này. Dây vào cái loại dây này, cao áp này là cao áp chân cắm, nó có dây nguồn nó cắm ở main thôi, nó bắt ra ngoài. Thì đời mới thì nó là loại này, còn đời ngày trước đa số là loại này và 100% là loại này. Cái này hy hữu một số nguồn có loại này thôi. Thì ta sẽ thử điện áp của hai cái dây đỏ dây đen này nó là bao nhiêu. Đấy, ta đo hai cái quay đo trên main đấy nhé, trên mạch ấy, chứ không phải đo ở đây đâu, không phải đo được trên mạch ra thì nó là bao nhiêu, thì ta có thể là biết được chính xác. Và lúc đấy là cái mạch này làm việc không, thì nó sẽ ra hai cái dây đen dây đỏ này. Đấy, thì làm việc thì có cái đèn báo trạng thái này, nó báo như này này, thế là ok nhất. Thì ta bấm chế độ điều khiển bình thường bên ngoài này, như vậy bấm hoặc điều khiển bên ngoài mà cái đèn đỏ này nó cứ chớp theo cái tín hiệu mà ta mà điều khiển nó, thì chắc chắn là cái cục cao áp này yếu rồi, chắc chắn chết rồi. Nó không phải là chết hẳn mà nó yếu, bởi vì nó vẫn có xung điện áp thấp nó ra cái cuộn dây này, ra cái dây này, ra hai cái dây đỏ này, để nó sẽ cấp nguồn cho cái đèn đỏ ti này này. Đấy, nó được lui bởi hai cái dây này, nó là một dạng cuộn dây nhỏ thôi. Đấy, nó cũng vậy. Thì ta chỉ xác định đơn giản là nếu như cái đèn đỏ này nó vẫn làm việc bình thường chớp như này theo cái ta bắn như này, thì chắc chắn cao áp này chết. Cái trường hợp thứ hai nữa là nó phóng tia ra tại vị trí những cái đầu nối như này, hoặc phóng hai cái phần nõi ferrit này phóng ra nhau, thì chắc chắn là yếu, thay cao áp mới. Thay bên mình đã có sẵn cho mọi người thay, tại vì tỷ lệ gần như là cái linh vật tư này ấy, là nguồn laser là 100% là cao áp bị là chết, là yếu vì cao áp. Hôm nay mình sẽ thay cao áp cho mọi người xem. Rồi, chờ một tí nha. Chào nha, bây giờ mình đã thay xong cái cuộn cao áp này vào cái nguồn này rồi. Giờ mình đấu rồi. Mình đấu thì có cả cái đồng hồ rồi. Thì anh em cũng lên có một cái đồng hồ này để mình biết cái cường độ tối đa khi mà thay ra thì cái nguồn của mình nó đạt được bao nhiêu miliampere. Thì ở đây mình sẽ bán kèm là 50.000 một cái đồng hồ này. Đúng rồi. 50.000 một cái như này để mình dùng test thử đấy, để là khi mà nó đạt được cái hiệu suất.
Còn khi ta thay nó cũng được, nhưng mà khi mà ta test lên ấy thì nó không hiệu suất lên tối đa 100 mA, tối đa cái dòng của cái nguồn lên. Thì hiện tại mình sẽ test trực tiếp để cho nó lên cái dòng tối đa. Đây, mình đã xong rồi, bây giờ mình sẽ đấu trực tiếp lên, mình sẽ test thử. Anh em nhìn kỹ cả cái đồng hồ đó nhá. Đồng hồ mini ampe. Đấy, lên 30 mấy mi đấy. Đấy, 3 mấy mi. Đấy. Thì lúc đấy là cái áp mình chuẩn thay vào là ok. Thì như nguyên bản luôn. Đấy, công suất chạy rất là ổn định. Thì anh em mình khi mình thay xong thì mình có nhìn cái đồng hồ này thì là tốt nhất. Đấy, mình test thử cho người xem mà lần cuối trước khi đóng lại cho trả khách. Đấy. Đồng hồ lên mút kim luôn. Nó phải là lên đúng cái giá trị mà nguồn của nó ghi. Đấy. Cái ống này là ống yếu của khách rồi, mình dùng để thử thôi, không ra tia. Đấy. Mình nhìn thử bằng đồng hồ này, đấy, nên ok. Còn cái ống này ống chết rồi, ống này chết, mình để thử rồi. Rồi, xin cảm ơn mọi người nha. Anh em nào mua cục áp thì liên hệ bên mình có cục 40, 50, 60, 80 đều có, đến 150 có nhé. Rồi, xin cảm ơn mọi người, mình là Thư Laser.